Cái gì vậy? Hiên, lấy mai cho nè. Đây đây nè. Cái này nó tự mọc lên lại nè. Đó. Ăn cái gì? Đó. Nó thích ăn cái chỗ mà giòn giòn cái cọng á. Ăn xà lách cũng vậy nha, ăn xà lách nó thích ăn cái chỗ giòn giòn. Đây nè, lại lấy cái cọng này nữa nè ha. Ăn không? Út Nhi xin chào cả nhà. Cây này hôm nay nó ra bông rồi. Nè. Ra bông nè. Đó. Cây này của Út Như là nó rất là lâu rồi. Mà nó lâu lâu nó ra vậy đó, thử chừng hình như là tháng 4 á, lúc nào tháng 4 tháng 5 nó cũng ra bông á. Cái này như là gãy rồi nè. Đó, mấy cái cây này của Út Như là mấy cái cây cây hoa dừa với cái lá cẩm Đà Lạt cái gì á, bỏ mất như để ra nó bị đông đá hư hết rồi bỏ ra ngoài luôn á. Còn hoa ly của Út Như hôm nay nó bự lên thấy gõ luôn nè. Út Như cũng mới vừa cắt nó mấy cái cỏ bớt đi á. Cái này thì cái hoa thủy tiên mà nó đã tàn rồi thì Út Như cắt luôn cái lá nó bớt, tại lá vàng vàng á. Này mấy cái này là cỏ nó nè, Út Như cắt bớt. Cắt bớt đi nên mình nhìn thấy là cái hoa ly á nó lớn thẳng nha. Mấy cái viên này của Út Như là mấy cái viên này Út Như để gưới cho đừng có bị mấy cái con ốc sơn đó cả nhà. Mấy cái con ốc này nó ăn luôn cái hoa ly này nó cũng vẫn ăn nha, nên Út Như sợ là mới mốt nó sẽ ăn cái hoa ly của Út Như. Mỗi năm á là Út Như thấy lúc nào cái hoa ly hoặc là cái lá cũng vậy nữa, nhưng mà thường là cái hoa ly bị ốc sơn nó ăn á cả nhà. Cho nên là năm nay Út Như gãi mấy cái hộp này nè. Chắc Út Như mua thêm một hộp nữa quá, tại vì một hộp Út Như gãi mà làm như thấy nó hơi thiếu. Đây nè, cái loại này gãi á thì mình gãi lên luôn cái rau mình ăn cũng được luôn nha. Cái này là cho rau, cho cà, cho dâu tây này nọ đó, cho rau, rau quả mình ăn được luôn á. Mình gãi lên vậy nè là không có bị ốc sên. Ôi nè, sắp sửa có hai ly ngắm nha. Còn đây là hoa cẩm tú cầu hả? Năm nay Út Như được, năm nay Út Như được cái nụ rồi cả nhà ơi. Năm nay Út Như được cái nụ của hoa. Wow, đã chưa? Trời ơi, tự nhiên bây giờ Út Như phải phát giác ra. Wow, đã quá. Một nụ nè, hai nụ, ba nụ, bốn nụ. Ồ, có bốn nụ thôi. Muốn kiếm tìm cũng ngó hả? Chắc cái này cũng có thể nụ không biết. Tạm thời thì cũng như thấy bốn nụ đi nha. Hoa này là hoa gì quên nữa rồi ta. Bốn nụ hoa. Bốn nụ hoa gì vậy ta? Còn đây là cũng là hoa cẩm tú cầu luôn nè. Đang ra nụ quá chừng luôn. Cái bụi này lại là nhiều xum xê, lá xanh lè đẹp quá. Mấy cái hoa tỏi gống mọc lên đẹp quá. Cái này họ mốt giờ không có bứt mấy cái bông nó bỏ nè, nó còn mấy cái bông của năm ngoái nè. Này nó khô hết à. Bình thường bứt gì bỏ chắc được hơn hết ta. Cái này nó cũng đang ra nụ nè. Đây nè, nụ nè. Mà Út Như quên bứt cái bông nó bỏ đi. Lúc trước mấy cái cây này là không có hoa ly đâu. Út Như bứng hai ba cây trồng vô đó đó. Giờ nó ra nè, hồi ôi. Đây nè, nguyên bụi luôn. Rồi đây cũng hoa ly nè. Cái này là mấy cái này là Út Như có trồng hồi đó, trước đó nữa. Càng ngày càng ra nhiều. Wow, thích quá. Hoa ly chuẩn bị ra rồi này. Cái này thì Út Như chưa có mần cỏ nữa, nên không có thấy hoa ly lắm. Đây là cây nho. Cây nho này cũng như mua cũng mấy năm trời rồi không thấy trái nữa nha. Mới mua lần đầu tiên về có trái mà sao nó không thấy trái nữa. Trời ơi, mấy cái này á cả nhà. Mấy cái này là mấy cái mồng tơi nè. Cái hộp mồng tơi vẫn còn đây nè. Mình bỏ xuống dưới nho luôn đi, mốt nó có lên mồng tơi không nha. Hộp mồng tơi nè, nó khô khan nằm đây luôn nè. Đó.
xuống dưới nho đó coi, muốn có lên không. Cái thanh mai nếu như sang ra cái chậu bự này không, như thấy nó ra thêm cái này không biết phải không, mày tưởng tượng ra đây ta. Nè, giống như sang ra hai cái chậu bự vậy đó, bự này chắc bự, chậu bự gấp đôi thì có. Bự tí hon. Đây là cái này là cái hai dừa cũng như gieo á, gieo hạt có bao nhiêu cho nè, để trong nhà. Xong rồi các ông như thấy mấy cái con ốc sên nó ăn lá trơn, thảy ra ngoài luôn, tức quá, thảy ra ngoài luôn, thảy ra ngoài mà ốc sên nó cũng vẫn ăn. Bây giờ giống như gãi mấy cái hộp này nè, hy vọng là ốc sên không lại ăn nữa nè. Trong đó hai ly hoa hồng này hình như là thấy cũng đang hả mọc mấy cái lá non này là đang ra nụ á thì phải. Đây là nụ nè, đúng rồi nè, ra nụ rồi nè. Đó. Hoa hồng vàng này thì nụ nhiều lắm nè. Cái táo này, cái táo này cũng như mua lúc trước có 5 ôi vô gì mà giống như cái táo quang quá, không có bông, không có trái gì trơn trời. Có được mấy trái mà ăn nó kỳ lắm, nó nhỏ nhỏ, nhỏ nó không có được như là táo thường. À giờ nó mới nói nó không có bông gì, nó có bông nè. Ở trong đây nè. À bây giờ được cái chùm bông trong đây đó. Một chùm bông táo. Được có một chùm bông à. Quá hổng, hồi năm ngoái cũng mấy chùm bông lận. Mà được có mấy trái ăn à. Bây giờ có một chùm bông không biết đậu không. Còn đây là cây anh đào. Cái anh đào này hôm bữa nở bông quá chừng đẹp luôn mà cũng như không có thời gian. Rồi cái bắt đầu hôm nay thì tàn hết rồi, tàn bông hết rồi. Đang hạ ra trái nè, đó. Trái anh đào. Ôi ôi, cái đấu tàu chuẩn bị đang đâm chồi lá ra nè. Đó, đấu tàu đang chuẩn bị đâm chồi lá ra. Nhìn đi như cây củ khô ha, nhưng mà quay gần là đang đâm chồi lá ra đó nha. Trời ơi, có một cái con ốc nó đu ở trên đó kìa. Đâu mà hả nó. Nó đu đâu trên đó vậy. Rồi, lấy cái con ốc đó nó xuống rồi. Cái cây anh đào này là cái anh đào chua cả nhà. Ăn chấm muối ớt. Nhưng mà nhìn thấy đâu hả, bông hả, thấy đã không, xung xe rồi đó. Hồi năm ngoái cũng nhiều là trái lắm. Lúc trước cũng như mua là có 5 đồng à. Là có 120-130 ngàn cây à. Cây bông này quá sát chừng năm nay nè. Năm nay quá sát chừng bông cây táo này luôn. Wow. Cây táo này là cây táo đặc biệt nè. Cây táo này lúc trước Út Như mua rất là mắc. Út Như mua nó là hình như là tới 30-40 euro lận. Gấp mấy lần cây táo quang đó lận. Cây táo đó mua có 5 đồng là có 120-130 ngàn, mà cây này là 40-30 hả. Ồ, gấp 6-7 lần. Nhưng mà sao năm nay ra bông nhiều quá. Wow, đã quá. Bông táo nè đó. Năm nay ra bông nhiều nha, thích nha. Có mấy cái này là nó còn của hồi năm ngoái nè, để cho mấy cái em kia đừng đến, em chim đừng đến. Ở trên đó kìa. Đó, quá sát chừng luôn. Cái này em treo cho nó bài lơ phất phơ cho đừng có đến đây. Cái gì vậy? Hiên, lấy mai cho nè, lấy đây nè. Đi lấy mai lấy gao chăn nè, đi, lại đây. Hiên. Cải nè. Cải này nó tự mọc lên lại nè. Đó. Ăn cái gì? Đó. Nó thích ăn cái chỗ mà giòn giòn cái cọng á. Ăn xà lách cũng vậy nha, ăn xà lách nó thích ăn cái chỗ giòn giòn. Đây nè, lại đây lấy cái cọng này nữa nè ha. Đây nè. Cắn đi.
cải này coi vậy chứ mà ăn nó cũng hơi bị nồng nồng đắng đắng, cũng không đắng lắm nhưng mà nếu mà nó cộng nó thì nó hơi nồng, mà vậy mà nó lại thích ăn ha. Ăn không, lá nó không thích lắm, nó thích ăn cái cọng giòn giòn. Đây nè, có cọng nữa nè, ha nha, ăn không? Hết rồi, không ăn nữa, xong rồi. Đây là rau găm của ông Như á. Rau găm này là ông Như để vậy mùa đông, ông Như đậy cái nắp nó lại chút nếu mà nó có tiết rơi á, còn thôi thì dở ra, mà nó vẫn chịu được mùa đông nha. Bây giờ nó lên lại nè. Bữa thì cũng như cắt bớt những cái nào mà nó khô khô này nè đó, cắt những cái cọng khô này cũng như bỏ nó đi, xong cái cũng như đổ một miếng đất lên nữa là bây giờ thấy nó lên lại nè. Bên đây là bữa họ mất đi trồng càng cua, năm ngoái trồng càng cua mà không biết, hy vọng là nó sẽ rụng hột, nó lên lại tự lên không. Bữa hổm nó có rụng hột á, không biết năm nay có lên lại không. Đây là những cái cây này là những cây dâu, dâu tây ở dưới đất cũng như lại bứng ra để vô chậu nữa, bứng ra bông rồi nè, đó được có một chùm bông thôi. Đây là rau dấp cá, dấp cá hôm nay rất là tốt, mọi người cũng thấy bị mấy cái ốc sên nó ăn á, nên bởi vậy gãy luôn như này nè. Cái cần ống này cũng như bơ hởm trong cái thùng mót đó cũng như đổ ra đây, đổ ra đây xong nó quá chừng nhiều luôn, cái bắt đầu cũng như mới bứng vài cái để trong nước, mà làm như thấy nó trong nước nó tươi hơn không ta, nó tốt hơn không biết nè. Cũng như bứng vài cây cũng như bỏ ở đây nè, nước lỉnh bỉnh vậy nè, tại vì cũng như nghĩ cần nước thì phải là nước lỉnh bỉnh vậy nè, đó để gì luôn lỉnh bỉnh vậy. Năm nay là quá sẽ chừng cần nước nhiều luôn nha. Năm nay như chắc cần nước gấp 3 lần á, gấp 2, gấp 3 lần năm ngoái luôn á. Mà cái này ông Như dự định là ông Như sẽ bứng nó ra bớt, bỏ vô thùng mót nữa quá. Bứng ra bứng vô hoài, tại vì nó khích quá đó. Mình bứng ra mình bỏ vô thùng mót. Đây là hai cái bụi hè này nè, cứ hai bụi làm hoài không hơn gì chứ ăn trời. Bữa không để ra bông mà nó bông xong mà nó cũng nhảy cây thêm, ngộ quá. Cứ hai bụi vậy cắt ăn cái nó ra nữa. Út Nhi xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Út Nhi. Út Nhi chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, vui vẻ.